Tối 28 tháng 4, Sơn Tùng đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua V-pop trong năm 2022 với sản phẩm There No One As On. Đây là một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp được chính Sơn Tùng sáng tác và sản xuất. Không lâu sau khi lên sóng, MV There No One As On nhận về khá nhiều phản ứng chẳng mấy tích cực. Dù vậy, netizen cũng khá bất ngờ khi MV mới của Sơn Tùng hạ bệ Đông Nhi trên trending YouTube. Theo đó, MV There's No One As On của Sơn Tùng đã gây ra tranh cãi mạnh mẽ ngay khi vừa lên sóng bởi tạo hình được cho là sao chép các thành viên Big Bang, rồi nội dung có chi tiết phản cảm và cả việc hát tiếng Anh không được tốt. Lượt xem MV giảm hẳn thấy rõ so với những sản phẩm trước đây của Sơn Tùng. Dù vướng phải nhiều cản trở như thế, ấy vậy mà MV There's No One As On của Sơn Tùng đã chính thức có mặt tại vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam ở cả hạng mục chung và âm nhạc. MV mới của Sơn Tùng đạt được thành tích này chỉ sau 12 tiếng phát hành. Và với việc thần tốc đạt số 1 trending YouTube như thế, Sơn Tùng đã vượt mặt Đông Nhi cùng MV Đôi Mi Em Đang U Sầu đã đạt vị trí số 1 cách đây không lâu. Nhiều netizen khá bất ngờ vì sao ca khúc này của Sơn Tùng dù bị chê nhưng vẫn rất nhanh đạt trending YouTube. Một số người cho rằng chắc là vì nhiều khán giả cũng tò mò vì sao MV mới của Sơn Tùng lại bị chê như thế nên đã bấm vào xem. Một phần cũng do các fan đang không ngừng ra sức cày view cho sếp. Tính đến hiện tại, 10 giờ sáng 29 tháng 4, There No One As On của Sơn Tùng ghi nhận con số 4.846.566 lượt xem hiển thị và hơn 98.572 bình luận. Trong MV mới lần này của Sơn Tùng có thể nói so với các MV trước đó đã có sự giảm sút về độ hot rất nhiều. Theo như nhiều nhận định, việc There No One As On dù đang ở top 1 nhưng vẫn không đạt được thành tích như kỳ vọng ban đầu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, Sơn Tùng vừa trải qua những lùm xùm đời tư nên danh tiếng bị giảm đi rất nhiều. Đối với vấn đề truyền thông, sau khi thông báo chính thức về MV mới cũng khó có thể làm mạnh tay như các MV trước. Thứ hai, thời điểm Sơn Tùng phát hành MV không lý tưởng, Sơn Tùng chọn ngày ra mắt MV vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 4 đến thời điểm hiện tại có quá nhiều ca sĩ nổi tiếng cả Việt Nam và thế giới được khán giả Việt Nam quan tâm cũng như phát hành MV mới. Ví dụ như Big Bang, Đông Nhi, Thiều Bảo Trâm, Trịnh Thăng Bình. Điều này vô hình chung khiến khán giả bị bội thực âm nhạc trong tháng 4 này nên không còn quá mặn mà để chờ đợi thêm một ca khúc nào nữa, cho dù đó là Sơn Tùng. Thứ ba, nội dung của MV mới thực sự khó hiểu, gây hoang mang trong giới trẻ. Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành một chàng trai với tuổi thơ khốn khó, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Chính sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ đã khiến tâm hồn cậu có những tranh đấu không ngừng. Cậu lớn lên trở thành một kẻ hay gây rối, lêu lỏng, xuất hiện cả những phân cảnh bị đuổi bắt đánh đập. Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng MTP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này đã ngay lập tức gây ra tranh cãi trái chiều. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khán giả đã phản ứng dữ dội trước phân cảnh này. Không hiểu tại sao một ca sĩ có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ như Sơn Tùng lại chọn một cái kết quá kinh khủng như vậy. Anh không sợ các bạn thanh thiếu niên còn đang chưa đủ chín chắn trong nhận thức và hành vi sẽ học và làm theo à? Xây dựng tình huống nhuốm màu bi kịch tiêu cực, cách giải quyết vấn đề như thế này nguy hiểm quá Sơn Tùng ơi. Chỉ nên để cảnh tự tử là giấc mơ thôi, đừng dồn nhân vật vào tình huống bi kịch không lối thoát như vậy. MV không mang tính giáo dục gì cả. Chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, trong sáng tạo nghệ thuật, ca sĩ có thể tự do, nhưng việc sáng tạo đó đưa ra lúc nào, thời điểm có phù hợp không và có ảnh hưởng xã hội tiêu cực đến đâu. Người sáng tạo cần phải có trách nhiệm. Chúng ta chưa có thống kê chính thức, nhưng tình hình thực tế hiện nay cho thấy trong đại dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng số trẻ em tự tử. Vậy với nghệ sĩ, việc sáng tạo vào thời điểm này có hợp lý hay không cũng nên xem xét lại. Về phía Sơn Tùng MTP, anh cho hay, bên cạnh việc muốn vượt qua giới hạn của bản thân, nam nghệ sĩ cũng mong muốn có thể lan tỏa được tinh thần dám nghĩ dám làm đến với tất cả các bạn trẻ nên đã làm MV này. Tùng muốn chinh phục một ngọn núi mới, muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn, muốn vượt qua được giới hạn của chính mình. Thật buồn chán nếu cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Đằng sau lớp sương mù kia là gì không ai biết cả. Nếu như không bước thì mãi mãi cả đời chẳng thể biết sau đó có gì. Thế nên thà bước một lần để biết sau đó là gì, còn hơn cứ chần chừ do dự và đến một lúc nào đó lại phải hối hận tự trách bản thân rằng tại sao mình đã không dám trong khoảnh khắc đó. Sơn Tùng MTP cho biết.